Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến với của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm của nhà Dior, nó có tên là Dior Homme Cologne. Ở trong cái video trước thì mình cũng đã nói qua về mùi hương của chai nước hoa này, thì ngày hôm nay mình sẽ nói chi tiết hơn những cái cảm nhận của mình, những cái chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về thích hoặc không thích về mùi hương của chai nước hoa này. Trước khi mình nói về Dior Homme Cologne thì mình cũng xin nói thêm đó là một ở ngoài thị trường hiện nay thì có một cái sản phẩm đó là Jimmy Choo Iceman, nó có một cái mùi hương gần như là tương đồng với sản phẩm của nhà Dior. Cho nên nếu như các anh em nào đang quyết định mua hai chai nước hoa này để sử dụng trong mùa hè thì mình cũng xin nói luôn đó là chỉ cần mua một trong hai chai nước hoa này thôi, hoặc là Dior Homme Cologne hoặc là Jimmy Choo Iceman, bởi vì như mình đã nói, mùi hương của hai chai nước hoa này theo cá nhân của mình nó phải 70 hoặc 80% là giống nhau. Do đó chúng ta không cần thiết phải mua hai chai nước hoa mà có cái mùi hương giống hệt nhau, không giải quyết được cái vấn đề gì cả đó. Ok, quay trở lại cái chủ đề chính của video này, điều đầu tiên mình thích của sản phẩm này đó là thực tế mà nói thì trong những cái dòng sản phẩm nước hoa mùa hè dành cho nam thì có một cái số lượng cũng khá là lớn sử dụng cái nốt hương nước biển hay còn gọi là xin nốt để tạo mùi hương. Thì cái nốt hương nước biển này là có một cái điểm trừ, đó là nếu như các anh em nào mà nhạy cảm thì khi mà ngửi chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó hơi lợ lợ khi mà ngửi mùi hương. Cái mùi hương nước biển ở đây để nói cho mọi người dễ hình dung đó là trong những ngày mùa hè đang nắng nóng chẳng hạn và bất ngờ có một cơn mưa rào và sau đó lại nắng trở lại thì lúc đấy cái mùi hơi nước nó bốc lên và cái cảm giác khi mà người nốt si nốt nó cũng sẽ tương tự như thế. Tất nhiên là với cái bàn tay của perfumer thì nó sẽ trong trẻo hơn, nó thư thái hơn chứ nó không đậm đặc như ở ngoài đời. Nhưng mà ở đây thì mình nói để mà các anh em có thể dễ hình dung cái si nốt nó ngửi là như thế nào. Và như mình đã nói, nếu như các anh em nào mà nhạy cảm thì ngửi sẽ cảm giác rất là khó chịu. Và phải nói thật là mình cũng là một trong những cái anh em bị tình trạng như thế, nhưng mình thì đỡ hơn, có nghĩa là có những chai ngửi được và có những chai không ngửi được. Và nếu như các anh em nào bị cái gọi là hơi nhạy cảm với cái nốt si nốt, các anh em hoàn toàn có thể chuyển sang những cái chai citrus mà ở đây tiêu biểu đó là Dior Homme Cologne. Bởi vì mùi hương này nó sẽ kết hợp giữa cam bergamot và xạ và như là có cả cái nốt hoa gì đó mình không nhớ, nhưng cam bergamot và xạ là cái tiêu biểu nhất của mùi hương chai nước hoa này. Thì khi mà xịt thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó hơi hăng hăng the the của vỏ cam và sau đó là nó có thêm xạ thì mùi hương nó sẽ rất là dễ chịu khi mà ngửi, đặc biệt thích hợp sử dụng trong mùa hè nắng nóng ở Việt Nam. Do đó đấy là một cái điểm cộng của chai nước hoa này. Điểm thứ hai ở chai nước hoa này đó là nó chính xác là một trong những best choice dành cho đi làm ở mùa hè Việt Nam. Tuy nhiên chai nước hoa này nếu như để đi cà phê, đi tụ tập gặp bữa bình thường thì nó chưa hẳn đó là một cái mùi hương tối ưu đó. Còn rất là nhiều những mùi hương khác để dùng trong những dịp đó. Thế nhưng nếu dùng để cho đi làm thì Dior Homme Cologne chính xác là best choice dùng cho mùa hè ở Việt Nam đó. Bởi vì các anh em cũng đã biết mùa hè ở Việt Nam chúng ta thì cái thiết nó là nắng nóng, nó rất là khó chịu rồi, cũng không có một cái gì để mà vui vẻ cả. Và cái thứ hai là chúng ta làm trong môi trường văn phòng thì mọi người đều biết đó là mùi hơi người này, mùi của máy móc này đó, nó rất là nhiều những cái mùi mà bản thân bình thường cũng đã gây cho chúng ta nó không có một cái gì đó nó thoải mái. Và việc mà chúng ta xịt cái mùi hương nó như thế nào nó cũng rất là nhạy cảm, bởi vì nếu không chúng ta sẽ gây khó chịu cho mọi người và đôi khi thậm chí là lúc làm việc còn gây cho cáu bẳn cho mọi người đó. Thì Dior Homme Cologne là chính xác là cái mùi hương mà chúng ta có thể yên tâm đó, hài lòng để mà sử dụng, bởi vì mùi hương của nó thứ nhất là sạch sẽ, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thư thái khi mà ngửi và chúng ta hoàn toàn có thể cảm thấy là tự tin khi mà xịt để dành cho đi làm. Và đấy cũng là một cái điểm cộng cho chai nước hoa này. Tổng kết lại, có hai điểm mình cảm thấy khá là thích về mùi hương chai nước hoa này, đó là nếu như các anh em nào bị cảm thấy là không thích những cái nốt chai nước hoa mà sử dụng nốt aquatic và đây là si nốt thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng Dior Homme Cologne, là một trong những sản phẩm mà có thể gọi là mang những cái đặc trưng của nước hoa citrus mùa hè đó. Và cái thứ hai, nó là một trong những sự lựa chọn rất 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 tốt để sử dụng đi làm mùa hè ở Việt Nam. Như mình đã nói, mùi hương của nó rất là dễ chịu khi mà ngửi. Đó, đấy là hai điểm cộng của mùi hương chai nước hoa này. Vậy điểm mình không thích ở chai nước hoa này đó là cái gì? Thì đầu tiên mình nói đó là cái khả năng bám mùi của chai nước hoa này là khá là kém. Như mình đã nói ở trong cái video trước, khi mà các anh em sử dụng chai nước hoa này, mọi người sẽ phải xác định đó là mình sẽ phải chiết ra một cái lọ chiết nhỏ đó để vào trong túi, và tùy cái môi trường các bạn sử dụng
thì có thể là sẽ xịt thêm hoặc không xịt thêm, cái đấy là tùy của mỗi người. Thế nhưng mình cũng xin nói thêm đó là khi mà các anh em sử dụng chai nước hoa này, mọi người sẽ cần phải có một cái lọ chiết để có thể mà duy trì cái mức hiệu năng của mùi hương của nó. Còn lại thì nếu không thì mọi người sẽ cảm thấy mùi hương này nó sẽ rất là kém khi mà sử dụng cả ngày đó. Đấy là một cái điểm mình không thích chai nước hoa này. Điểm mình không thích thứ hai ở chai nước hoa này đó là cái mùi hương của nó khá là đơn giản. Nó rất là, tất nhiên thì nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là dễ chịu. Thế nhưng đối với cá nhân quan điểm của mình thì nếu mà mình xịt một chai đó sau một khoảng thời gian thì mình sẽ cảm thấy mùi hương chai nước hoa này nó khá là đơn giản, và có nghĩa là nó sẽ cảm thấy cho mình nhanh chán đó. Đấy là cái cá nhân quan điểm của mình, bởi vì thực tế mà nói thì cũng có rất là nhiều chai nước hoa mùa hè mà hoàn toàn có thể sử dụng được ở Việt Nam, và mùi hương của nó có gì đó nó biến chuyển hơn, nó uốn lượn hơn. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải mất công tìm kiếm. Còn lại thì với cá nhân của mình thì mùi hương chai nước hoa này nó cũng rất là ok, thế nhưng nếu mà sử dụng sau một thời gian thì mình nghĩ là nó sẽ hơi bị nhàm đó, và đấy là cái điểm mình không thích ở chai nước hoa này. Tổng quan lại, chai nước hoa này có đáng để mua hay không? Thì với cá nhân quan điểm của mình, nếu như các anh em nào cái nhất là không quá quan trọng về cái hiệu năng của mùi, đó là cái khả năng bám mùi, và cái thứ hai nữa đó là ưu tiên là sử dụng một chai nước hoa để dành cho đi làm, thì Dior Homme Cologne này chính xác là cái mùi hương các anh em cần phải có. Còn lại nếu như mà mọi người thích một cái mùi hương mà sử dụng, ví dụ như là còn muốn đi tụ tập hoặc là đi giao lưu mà để sử dụng Dior Homme Cologne này, thì cá nhân của mình đánh giá là sẽ còn nhiều sản phẩm khác hay hơn, ngon hơn đó. Chứ còn Dior Homme Cologne thì không phải là cái mùi hương tối ưu. Thế nhưng như mình đã nói, nếu như các anh em nào đặc biệt ưu tiên một cái mùi hương để dành cho đi làm thì chính xác đây sẽ là baby của các anh em đó, my baby. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến mọi người cái quan điểm cá nhân của mình về Dior Homme Cologne. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy làm và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.